Chính quyền Việt Nam hôm 17 tháng 10 đã bắt giam nhà tranh đấu Trần Thị Xuân, 41 tuổi, thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ tại Hà Tĩnh, theo tin từ gia đình. Vào cuối ngày 18 tháng 10, ông Trần Quyết Tiến, anh của bà Xuân, cho VOA biết gia đình vẫn chưa nhận được lệnh bắt, chỉ được chính quyền xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà thông báo qua điện thoại. Vâng ạ, ban ngày hôm qua mà đầu giờ chiều hôm nay mình thông báo mà thông báo qua điện thoại thôi chứ chưa có cái văn bản chính thức cả. Truyền thông Việt Nam hôm 18 tháng 10 loan tin rằng Công an Hà Tĩnh vừa bắt khẩn cấp bà Trần Thị Xuân về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự. Ông Tiến cho biết thêm rằng vào năm ngoái bà Xuân từng bị chính quyền tạm giam, thẩm vấn qua đêm, tịch thu điện thoại vì có tham gia Hội Anh Em Dân Chủ và đăng bài nói xấu chế độ trên Facebook. Nhưng kể từ đó bà Xuân không còn bình luận trên mạng xã hội nữa. Hãng tin Reuters hôm 18 tháng 10 nói nếu tính luôn vụ bắt bà Trần Thị Xuân thì từ đầu năm cho đến nay, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt ít nhất 17 người bất đồng chính kiến. Mặc dù có những cải cách kinh tế sâu rộng và thay đổi xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không chấp nhận việc bị chỉ trích. Reuters nói, cuộc đàn áp đối với giới bất đồng chính kiến đã làm thay đổi hệ thống phân quyền của Đảng cầm quyền kể từ đầu năm ngoái, khi lực lượng công an được củng cố và gia tăng nhiều ảnh hưởng lớn hơn. Hôm 17 tháng 10, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và Hội Văn Bút Anh Quốc cùng nhiều tổ chức khác ra thông báo về chiến dịch chấm dứt đàn áp tại Việt Nam và kêu gọi phóng thích các tù nhân chính trị. Báo Quân đội Nhân dân hôm 16 tháng 10 thì có bài nhận định rằng dân chủ, nhân quyền luôn là hai vấn đề chiến lược được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.